Hello, Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì anh chị nhà mình đang rất là thích hiệu ứng AutoTune ở trên mạng này, phần mềm QB5, QB10 này, rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là cái phiên bản HF 5000 Pro Max bản 2021, bản này màu đỏ. Thì cái bản này nó tại sao mình nói là hay? Hay là ở chỗ nào? Là mình không thể cài phần mềm, không cần phải bỏ ra hàng nhiều triệu. Đấy, 5-10 triệu hay 20 triệu đấy để mình cài bộ phần mềm rất là giá trị, đắt tiền. Công nhận cài phần mềm thì nó hay. Đấy, thì mình chỉ bỏ ra khoảng trên 1 triệu đồng thôi là mình sẽ có ngay được bộ mic để mình không cần phần mềm. Ví dụ, mình Mạnh Tiến ví dụ với các bạn nhé, hiệu ứng giọng chẳng hạn như này này. Đây, hiệu ứng giọng này, alo 1, 2, 3, 4, đây là giọng trẻ con này. Mình có thể chỉnh ngay trên tân nút ở đây. Ê, thấy các bạn nghe không? Tiếng rất hay, nó rất mượt, cực kỳ thu, cực kỳ trong. Đây, giọng người già nhá. Đây, giọng người già đây các bạn ạ. Cái điểm ưu việt của cái chiếc này nó rất là âm thanh, rất là trong, hát rất là hay. Và cái hiệu ứng, hiệu ứng cái quan này là quan trọng này. Mình sử dụng hiệu ứng AutoTune, nó chỉnh tông ở đây luôn, chỉnh tông ở đây luôn. Mình chỉ vặn cái nút này, này mình chỉnh tinh, tông luôn. Âm thanh rất là hay các bạn, để ý mấy các bạn ở trên mạng, trên Bigo, SimTalk, các bạn rất là hiểu AutoTune nó nhiều. Đây mình thử AutoTune nhé. AutoTune nghĩa là gì? Nó sẽ làm méo giọng của mình đi. Cái giọng của mình nó sẽ méo đi khi hát nhạc remix, nó rất là hay, nhạc trẻ rất là hay. Các bạn thử này. Wow, đây em thử chỉnh tông này nhá. Ngày chia ly em chia đi chia dấu bỏ mẹ là rơi tỏ xa nhau biết đến mong này gặp lại. Wow, bây giờ em sẽ hát thử một đoạn các khúc Mùa Đông Không Lạnh của nhạc trẻ để các bác nghe xem là nó AutoTune hay đến đâu nhá. Lê 67 quá. Đấy nhạc. Nếu mà em hát nhạc thường thì nhạc thường em tắt cái này đi. Đây, như này là tắt đi này, hát nhạc thường này. Rồi hát AutoTune này sẽ chỉnh tông nhá. Hát thử tông này. Lê 67 12. Anh. Đây chỉnh tông ở đây các bạn ạ. Mình chỉnh tông ở đây cho phù hợp làm sao mình hát được thì thôi nhá. Anh gặp em giữa trời đông, buốt giá mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Chỉnh lên tông rồi. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm lời nhớ. Thì khi mà các bạn sử dụng cái bộ mic này để mình live stream thì nó có rất là nhiều hiệu ứng và tính năng, nhưng mà cái điều ở cái Soundcard HF 5000 này nó rất là đặc biệt. Khi mà mình chỉnh cái hiệu ứng AutoTune này chỉnh trực tiếp ở trên này. Đấy, và hiệu ứng vang giọng này, giọng ở đây luôn. Đấy, mình có thể thò tay mình chỉnh ở đây luôn, nhưng mà tiếng nó rất là thật. Tiếng rất thật anh em ạ. Đây, chỉnh giọng con gái này. À, các bạn thấy không? Giọng rất thật, rất hay, rất tuyệt vời. Đúng không ạ? Đúng không? Đấy. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like, chia sẻ cho em nhé. Xin chào các bạn, xin chào. Chào.